Thưa quý vị, trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phát động trong tập thể cán bộ, giáo viên và toàn thể học sinh toàn trường ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bởi cơn bão số 3, bão Sagi. Lễ phát động diễn ra ngay sau lễ chào cờ đầu tuần. Tại lễ phát động, học sinh đã được nghe hiệu trưởng nhà trường và giáo viên tổng phụ trách đội thông tin về tình hình bão lũ, những thiệt hại bão số 3 gây ra đối với các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là những khó khăn nguy hiểm mà các bạn thiếu nhi phải đối mặt vì ảnh hưởng của cơn bão số 3. Theo đó, thầy cô giáo và đặc biệt là các em học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám đã tham gia ủng hộ kinh phí hỗ trợ nhân dân miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ, v.v. Con thấy rất là tội nghiệp các bạn nhỏ ở vùng bão lũ ở phía miền Bắc. Con có đóng góp một khoản tiền dù nó không lớn nhưng mà nó cũng có ý nghĩa cho các bạn nhỏ ở vùng bão lũ. Dạ, vừa là xin ba mẹ vừa là tiền tiết kiệm của con. Ngoài phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại bởi bão lũ, nhà trường còn thực hiện triển lãm hình ảnh chủ đề Thiên tai và lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam. Qua 40 hình ảnh, các em có thể hình dung được quá trình diễn biến hình thành sự tàn phá và những hậu quả nặng nề, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét mà cơn bão số 3 Sagi đã để lại cho các tỉnh thành phố phía Bắc. Tôi thấy cái hoạt động này rất là có ý nghĩa tại vì sẽ giúp cho các em hiểu được những cái hoàn cảnh khó khăn từ những cái vùng sâu vùng xa khi xảy ra những cái thiên tai, lũ lụt với lại thiệt hại về những cái nguồn từ cái thiên nhiên như vậy thì làm cho các con nó có thể hiểu được cái giá trị của cuộc sống. Con sẽ học được nhiều cái và biết trân trọng, trân quý những cái gì đang ở bên cạnh mình. Trường cũng mong muốn là các em có thể hiểu và chia sẻ với các em học sinh ở miền Bắc để chia sẻ phần nào tuy là không có lớn lắm nhưng mà các em sẽ có cảm nhận được, cảm xúc được cái sự mất mát của đất nước mình.